Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Chiều hôm nay Kim Thành Thảo có lọc của chị Như ở Long An nha quý khách nha. Hôm nay chị Như lên ủng hộ cho em rất là nhiều sản phẩm đẹp luôn. Xi men nè, rồi một bộ cho anh và một bộ nước chai cho chị luôn. Đây, giới thiệu cho quý khách xem mẫu đầu tiên ha. Xi men. Xi men chị Như đeo trên tay là 5 bộ nha quý khách. Đẹp lắm. Xi men ống tròn móc máy theo công nghệ Hoa Ý nè. Móc máy kim cương ha. Xi men này là dạng ni 50 có khóa nha quý khách nha. 5 bộ này có trọng lượng là cỡ khoảng là 2 cây 3. Rất là đẹp, ống tròn mảnh. Sáng lắm luôn nha, những cái hàng như vậy đeo xong hoài luôn nha quý khách nha. Rồi cổ tay đeo rất là đẹp luôn nè, rất là đều dòng. Dạ rồi, tiếp theo là một năm sản phẩm chị chọn cho anh thì hôm nay chị chọn dây khoan lật đút dũa nha. Móc máy mũi xoàn luôn, rất là đẹp. Phong dây này có trọng lượng là 2 cây hơn, 3 cây hơn nha quý khách nha. 3 cây 06/08. Phong dây dài 6 tấc, khóa hộp và 2 khóa dự phòng luôn. Sáng lắm. Phong dây này là nhà em có từ 1 lượng cho đến 5 lượng, 7 lượng đều có hết luôn nha. Một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn tài lộc nha quý khách nha, nhẫn con trâu à. Đẹp chưa? Đây nó làm thỏi vàng rồi nhìn xuất sắc lắm nha. Mẫu nhẫn này là nhà em đều có cả nam và cả nữ luôn nha quý khách nha. Nhẫn này thì có trọng lượng là cỡ khoảng là 4 chỉ hơn. Này trâu vàng nha. Và tiếp theo là một chiếc lắc cao cấp. Đây, lắc cao cấp này em mới vừa nhập về ngày hôm qua. Mẫu này là dạng thẻ ha, có chạm ngựa. Đây, mã đáo nha. Lắc cao cấp này thì trọng lượng của nó là cỡ khoảng 6,4 kg. Mà đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Nam nữ đều đeo được luôn nha. Đây. Hàng thiết kế nhìn rất là lạ mắt luôn ha. Và bên này là những cái sản phẩm cho chị. Thì hôm nay thì chị chọn là dây bính. Dây bính dẹp ép ha. Đan lại cái này là 8 dây nó đan lại nha quý khách nha. Sợi dây này có trọng lượng là 8 chỉ 3/8. Dây bính đeo đều như một cái kiềng vậy đó. Đẹp lắm. Đeo sát sát cổ nha. Nó muốn mua đen nha quý khách nha. Một cái dòng hoa. Dòng hoa dượng nè. Cái tấm luôn. Đây là đai bản ha. Dòng đút luôn nha. Cầm rất là nặng tay luôn. Cái dòng này một cây nha quý khách nha. Quá đẹp. Rồi. Rất là sáng luôn. Đi tâm là một chiếc nhẫn. Này, nhẫn này cũng rất là đẹp nha. Đó, quá đẹp luôn nè, xuất sắc luôn. Chiếc nhẫn này thì cỡ khoảng là 1 chỉ 9, gần 2 chỉ ha. Rồi, tất cả những sản phẩm mà hôm nay chị mua ủng hộ em có giá trị là cỡ khoảng là 298 triệu 300 ngàn nha quý khách nha. Bây giờ em để hộp hết cho chị Như ha. Dạ. Cái này nè. Một hộp cho anh, một hộp cho chị đi. Cảm ơn các chị lắm. Sợi dây đẹp quá. Chị Như dây này á, hồi không đeo chị mở khóa ra. Chị quấn. Đeo luôn đi ha. Đúng rồi đó, đeo sợi dây đi. Còn cái vòng với nhẫn bao hộp cũng được. Trời, sợi dây đẹp quá, đều cổ lắm luôn á, xuất sắc. Rồi. Này chị Như, dòng với nhẫn của chị nè, còn cái này là 3 sản phẩm cho anh ha. Em để hóa đơn hết trong này cho chị. Em cảm ơn chị đó, không ngại đường xa đến ủng hộ em nha chị. Yêu thương chị lắm, cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Tối nay là em có lọc ở Tây Ninh ha. Đây chị Vân, chị ở Tây Ninh. Chị qua Kim Thành Thảo em sắm nguyên một bộ trang sức nè, rất là đẹp luôn. Gồm vàng công ty 610 với vàng công ty 980 nha. Chị Vân lựa đây, em giới thiệu từng bộ nha. Chị Vân lựa một bộ trang sức cưới nè, một cái dòng bản gợn long phụng ha, ba cái dòng, đây là kiềng gợn long phụng nè, ba cái dòng tay, một cái nhẫn hoa 2 tầng nha. Hoa này mẫu 3D ha, mẫu thổi phòng nổi nha. Một tầng móc máy, một tầng kim cát nè. Cực kỳ đẹp luôn. Đây, còn ba bộ này đó là dòng công ty 610. Chị lựa rất là nhiều món luôn á. Em giới thiệu từng bộ nha. Một sợi dây nè, đây là dây sóng lá ha. Dây sóng lá mặc logo thương hiệu Full Tắm luôn. Một dây sóng trơn đeo thường mặc con ong nè. Thêm hai cái nhẫn.
đây, nhẫn tắm nhỏ nha, một cái nhẫn hộp trà, một đôi bông xước. Dạ cảm ơn chị nha. Đôi bông xước, bông xước là dạng vuông nè, dạng dứt dắt vuông. Một cái dòng bản caro đây, dòng này là mẫu này là không ngừng hot bên em luôn á. Dòng này là cao 8 phân ha, trọng lượng của nó là gần 9 chỉ, rất là đẹp luôn á. Một cái lắp phen lực thẻ nai, phen lực ba thẻ nai nè, lắp chân quá cưng luôn, lắp chân nó toàn ten hoa mai nè, bi nè, lắp tai nhiễm. Này chị Vân vừa mua cho chị Vân mà vừa mua tặng nữa. Thêm một sợi dây sắn lá, dây sắn lá là bên em về đủ trọng lượng luôn nha, từ 3 chỉ mấy là tới hàng lượng luôn á. Dây sắn lá thêm cái mặt kim cương nha, mặt kim cương hộp chủ rất là sàn nhân tạo, có lắp phan lật trơn rất là đẹp luôn. À, tổng nguyên một bộ này của chị Vân là gần 150 triệu ha. Này hóa đơn em ra từng món một cho chị Vân nha, rồi mình giữ hóa đơn sau này mình đổi lên nhà đóng em đưa tiền công chị Vân ha. Rồi em cảm ơn chị đã không ngại đường xa qua ủng hộ cho mình em nha, cảm ơn chị. À, và địa chỉ tiệm em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin kính mời quý khách ghé tiệm em để sắm trang sức đẹp để đem mùa Tết này ha. Em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, sáng hôm nay Kim Thành Thảo có lộc của chị nha ở Tân Bình quý khách ha. Hôm nay thì đến ủng hộ cho em là 3 bộ xi men nha. Và cái mẫu đó là hàng mới nhất trong năm nay nha quý khách nha. Đây, cái mẫu đó là mẫu Tết nè. Cho nên đợt này về xi men đẹp lắm. À, trên tay của chị nha là đang đeo xi men bản 5 ly nha. Phát tài phát lộc nha quý khách nha. Đây, mang ý nghĩa đem lại sự may mắn cho gia chủ nè, tài lộc và dồi dào nè quý khách nè. À, xi men chị đang đeo là ni 56 nha, 5 ly có khóa. Và cái dòng chữ của nó là chạy máy luôn nha, chạy máy trực tiếp lên chiếc dòng luôn nha quý khách nha. Thường thì nhà em có hai mẫu, là một mẫu là phun cát, còn mẫu này là nó chạy máy lên luôn. Thì cái độ bền của nó rất là bền luôn, đeo ngoài nó không có bị phai ha. Đây, 3 bộ đẹp xuất sắc luôn, cổ tay đeo rất là đều. 3 bộ này trọng lượng của nó gần 3 lượng nha quý khách, 104.400.000 nha. Rồi ok chị yêu, em gửi chị nha hóa đơn. Em rất là cảm ơn chị đã đến ủng hộ tiệm em nha. Em gửi chị ạ. À, cảm ơn chị nhiều. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. À, sáng hôm nay có lộc của chị Nhung nha khách. À, chị ở Bình Chánh nha. À, đến ủng hộ tiệm vàng Kim Anh Thảo em là cái lắc tay nè, cái nhẫn nè ha, đôi tay cho mẹ nè. Cái lắc này về công ty 980 luôn nha quý khách nha. Cái hộp đó là ba thẻ hộp đồng tiền luôn, rất là sáng luôn hai mẫu này nha. Đó, ba cái kim tiền bên nè. Trong đôi vàng của là 5.01 là lắc tay này. Đeo luôn chị. Đeo luôn nha. Tay tròn đây mấy dạng lắc này bao đẹp luôn. Thấy rất cúng đúng. Đó, quá đẹp luôn nha. Rồi đi kèm là một cái nhẫn VIP luôn nè quý khách nè. Nhận VIP luôn nha, 3 tầng luôn, trọng lượng vàng của nó là 3 chỉ nha quý khách nha. Đó, quá là đẹp cái mẫu này luôn nha, cưng lắm cái mẫu này luôn nè. Rồi chị mua tặng cho mẹ là một cái đôi tay cẩm thạch bông bạc luôn nha mấy chị nha. Bông bạc cẩm thạch nha, trọng lượng vàng đôi bông này là tầm khoảng là cỡ 7 phân hơn à. Đây, còn đôi tay cái này tặng cho mẹ nha, tầm khoảng cỡ 3 triệu mấy hơn chút xíu nha mấy chị. Đây, tổng cái sản phẩm mà chị ủng hộ ngày hôm nay là 37 triệu nha quý khách. Đây, em gửi đơn chị Nhung nha. Ra hóa đơn là sao đúng không? Cái đồ hôm tay với cái lắc ví dụ như không đeo bỏ vô đây nha chị. Bỏ này cho chị đó. Bỏ này hả? Không bỏ vô đó cho chị. Ok. Chị đó. À, này chị mới đánh bóng. Dạ, dạ dạ. Đây chị đẹp. Rồi cảm ơn chị nha. Một bạn ra hóa đơn của anh đó đi bạn ơi. Chị chào một bạn ra hóa đơn. Dạ em xin kính chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng hôm nay có lộc của chị Linh nha quý khách. À, chị đến từ Bến Tre nha. À, đến ủng hộ tiệm vàng là những cái sản phẩm rất là đẹp nè. Thứ nhất là em quay sát cảnh nha, cận cảnh cho khách xem này nha. Chị mua bộ này là bộ trắng nó sòi nhân tạo nha. Đó, chị lấy là 3 món dòng có nhẫn và có mặt dây chuyền nha. Cái dòng đó là trọng lượng vàng của nó là 4 chỉ 28 à. Còn cái nhẫn á, trọng lượng vàng của nó là 1 chỉ nha khách nha. Cái mặt dây chuyền đi kèm luôn á là 1 chỉ 226 à. Rồi đi tâm luôn với nó là một thêm một cái dây nè, dây bi nha khách nha. Dây liền bi luôn.
liền bi luôn nha. Ngọc trai ở dưới toàn ten, rất là dễ thương. Dây dây liền mặt à, dây liền mặt trồng đường vàng, nó là một chỉ 5 phân 72 nha. Toàn ten hoa ở dưới. Dạ. Chị đeo quá trời đồ à. Dạ ơi. Rồi mua thêm một đôm tay nè mấy chị nè. Đó, đôm tay màu tím nè, màu xanh ngã tím nha, rất là sang luôn. Bao bốn cháu nhiêu khách. Bao ngoài đầm đồ vàng là 4 phân đúng luôn à. Không có đẩy ha. Đi kèm một cái lắc tay nè, lắc đá màu tô ba luôn, đá màu xanh rất là ngọt màu nha. Cái lắc này á, trọng lượng vàng của nó là 4.602 nha. Bao đẹp luôn. Đây, bộ xi men cực kỳ VIP là chị mua tặng cho mẹ nha. Bộ xi men thương hiệu luôn. Rồi, thương hiệu của nó nha, mua khách nha. Xi men này lấy tay là đi 64 lần nha. Trọng lượng vàng của nó là một lượng, gần một lượng mốt bộ xi men này. Tổng giá trị mà chị mua ngày hôm nay á là 88.650.000 như khách nha. Rất là đẹp, nguyên một sản phẩm luôn. Cái này em bảo vô hộp chị nghe chị Linh nha. Rồi, cảm ơn chị đã ghé mua tiệm vàng của em nha. Chị là khách VIP anh em luôn á, ghé mua thường xuyên luôn. Để lấy xi men thì chị kêu gửi vậy vậy. Dạ, còn, ok. Còn không tài xế chị có đi á, thì chị kêu tài xế lấy giùm. Dạ. Bà tết lên nữa. Bà tết lên nữa. Đây, bột xi men cho mạc, cực kỳ đẹp luôn. Chị thích loại khoáng vậy đó. Đúng rồi.